Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bước sang chủ đề 3, các phương pháp gia công cơ khí, bài 6, khái quát về các phương pháp gia công cơ khí. Nội dung bài học, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai nội dung là khái niệm và phân loại về các phương pháp gia công cơ khí. Trước khi tìm hiểu về khái niệm của phương pháp gia công cơ khí, thì chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh về hoạt động trong sản xuất cơ khí. Hoạt động sản xuất cơ khí thường là chúng ta sẽ ở trong các cái phân xưởng hoặc là nhà máy. Thì các cái thợ gia công cơ khí đang làm các cái nhiệm vụ như là hàn, nung đúc kim loại, gia công cơ khí, cắt gọt, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất trong sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi là phương pháp gia công cơ khí là gì? Vai trò của gia công cơ khí, lấy ví dụ minh họa. Câu hỏi thứ nhất, phương pháp gia công cơ khí chính là cách thức con người sử dụng sức lao động hoặc máy móc để tác động vào vật liệu cơ khí, làm mục đích là làm thay đổi hình dạng, kích thước, trạng thái hoặc là tính chất của vật liệu để tạo ra sản phẩm mong muốn. Câu hỏi thứ hai, vai trò của gia công cơ khí. Nhờ có gia công cơ khí mà các vật liệu như sắt, thép, gang, đồng đã trở thành những cái vật dụng, máy móc và công cụ đem lại nhiều tiện ích trong sản xuất và đời sống của con người. Chế tạo ra các máy, các phương tiện để thay cho lao động thủ công, làm tăng và tạo năng suất cao trong sản xuất, giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Một số ví dụ đó là các cái máy vận chuyển hàng hóa, những máy gia công như là máy tiện, máy khoan, một số máy sản xuất hàng tiêu dùng ở trong các cái dây chuyền sản xuất, như là dây chuyền sản xuất sữa, bánh kẹo, các máy dùng trong nông nghiệp như là máy gặt lúa và một số máy thực phẩm như là máy xay thịt, là máy sấy khô. Câu hỏi thứ ba, quá trình vận chuyển và kiểm đếm sản phẩm có phải là các quá trình gia công cơ khí hay không? Thì quá trình vận chuyển và kiểm đếm sản phẩm không phải là quá trình gia công cơ khí. Vì quá trình gia công cơ khí ở đây được hiểu là con người sử dụng máy móc hoặc là công nghệ sức lao động tác dụng vào vật liệu cơ khí để tạo ra sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận nhóm xem nội dung mục 2 trong sách giáo khoa và trả lời hai câu hỏi sau. Vì sao lại gọi là phương pháp gia công không phôi? Kể tên một số phương pháp gia công mà em biết. Câu hỏi thứ hai, quan sát hình 6.2 và cho biết phương pháp nào là phương pháp gia công cắt gọt hay gia công không phôi, gia công bằng máy hoặc là gia công bằng tay. Phương pháp gia công không phôi là phương pháp gia công cơ khí mà vật liệu đầu vào sau khi trải qua quá trình gia công không bị loại bỏ ra khỏi sản phẩm. Một số phương pháp gia công đó chính là đúc, rèn, hàn, cán, ép, dập. Chúng ta sử dụng phương pháp gia công không phôi để chế tạo phôi hoặc là các chi tiết yêu cầu độ chính xác gia công không cao. Ở hình 6.2, chúng ta có 4 phương pháp gia công. Gia công đúc, gia công tiện, gia công taro ren và gia công rèn. Phương pháp gia công không phôi chính là gia công đúc và gia công rèn. Phương pháp gia công cắt gọt là gia công tiện và gia công taro ren. Gia công bằng máy ta có gia công tiện và gia công bằng tay ta có gia công đúc, taro ren và gia công rèn. Ở phần luyện tập, các em hãy đọc lại nội dung trong sách giáo khoa và trả lời cho cô các câu hỏi sau. So sánh sự khác nhau của phương pháp gia công không phôi và phương pháp gia công cắt gọt. Phân biệt sự khác nhau giữa phôi và phôi. Hãy kể tên một số sản phẩm xung quanh em được chế tạo bằng phương pháp gia công cơ khí. Ở câu số 1, ta sẽ có một cái bảng so sánh giữa phương pháp gia công không phôi và phương pháp gia công cắt gọt với 3 tiêu chí. Thứ nhất là khái niệm. Phương pháp gia công không phôi, vật liệu đầu vào sau khi trải qua quá trình gia công không bị loại bỏ ra khỏi sản phẩm. Và phương pháp gia công cắt gọt, sản phẩm khi hình thành là nhờ bóc tách lớp vật liệu ra khỏi phôi trong quá trình gia công. Về ứng dụng, phương pháp gia công không phôi để chế tạo phôi hoặc các chi tiết yêu cầu về độ chính xác gia công không cao. Ứng dụng của phương pháp gia công cắt gọt là sử dụng để gia công các chi tiết có độ chính xác cao. Về phương pháp thực hiện, phương pháp gia công không phôi như đúc, rèn, hàn, cán, ép, kéo, dập. Và phương pháp gia công cắt gọt gồm tiện, phay, khoan,
mài bào sọc. Câu số 2, phân biệt sự khác nhau giữa phôi và phoi. Thì ở cái hình sau đây các em để ý ha, phôi chính là cái vật liệu ban đầu được đưa vào gia công để tạo ra sản phẩm, là một cái phôi kim loại ban đầu chưa có tác động gì hết. Còn phôi là một cái lớp vật liệu sau khi bị bóc tách ra khỏi phôi trong quá trình gia công tạo ra sản phẩm. Đó là cái số 3 là phôi. Câu 3, hãy kể tên một số sản phẩm xung quanh em được chế tạo bằng phương pháp gia công cơ khí. Ví dụ như dao được gia công bằng tay, máy xay thịt gia công bằng máy, nồi son chảo được gia công bằng máy, tủ lạnh lò vi sóng cũng được gia công bằng máy. Ngoài ra, một số sản phẩm cơ khí khác được chế tạo bằng các phương pháp gia công thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở nhà. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe.